Nam mình ấy có rất nhiều công ty may mặc, những hãng nổi tiếng, hãng mới, hãng trẻ, thì các bạn ấy rất là phong phú về mặt thời trang và phong phú về mặt. Lại là mình Ngọc Anh, boss doanh nghiệp đây. Thì có một cái thắc mắc này các bạn hay hỏi mình là chị ơi, có phải hàng Quảng Châu thì sẽ đẹp hơn hàng Việt Nam hay không? Thì cái này mình xin trả lời như thế này, thì các bạn thích hay không thì tùy nhé. Nhưng mà với quan điểm của mình thì hàng Quảng Châu hay hàng Việt Nam thì đều có hàng chất lượng loại 1 và loại 2, hay là hàng cao cấp và hàng thứ cấp, nó đều có cái hàng tinh hoa của nó, và cũng có đều có những hàng gọi là hàng thứ cấp của nó cả. Với mình ý, thì mình là người Việt Nam nên lâm ra mình luôn 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 ủng hộ hàng Việt Nam. Ví dụ rất nhiều hãng nổi tiếng mà các bạn có thể thấy khi mà các bạn đi siêu thị ý, thì các bạn có thể thấy chính là hàng Việt Nam đang vượt trội hơn so với hàng Quảng Châu rồi. Với một cái điểm cân bằng nào đó thì các bạn vẫn thích buôn hàng Quảng Châu hơn. Thì thực ra nếu mà với mẫu mã thì hàng Quảng Châu nó đi nhanh hơn hàng Việt Nam, nhưng mà bản thân Việt Nam mình ý, có rất nhiều công ty may mặc, những hãng nổi tiếng, hãng mới, hãng trẻ, thì các bạn ý rất là phong phú về mặt thời trang và phong phú về mặt sáng tạo, nên mình không thể đánh giá được là hàng Quảng Châu đẹp hơn hay là hàng Việt Nam đẹp hơn. Đối với mình thì mình luôn ủng hộ hàng Việt Nam, nhưng mà mình cũng không có nghĩa là mình kỳ thị hàng Quảng Châu hay hàng Trung Quốc. Nhưng mà mình thì thực sự mình rất ủng hộ Việt Nam. Mình có đi Thái Lan, mình có đi một số nước trên thế giới, và một số địa điểm nổi trội trên thế giới thì mình thấy khi mà mở ra rất là tự hào khi người ta ghi chữ Made in Việt Nam. Nên mình tin chắc rằng đến một thời điểm nào đó hàng Việt Nam sẽ xứng danh với tất cả các loại hàng khác. Còn hàng Quảng Châu thì thực ra khi mà các bạn buôn nhiều ấy, các bạn sẽ thế là nó có những cái nhược điểm như thế này, đó là vì là hàng Quảng Châu nên ai cũng có thể nhập được, mặt bằng chung thì mọi người đều có thể nhập được, nên khi mà các bạn nhập ấy, các bạn sẽ bị như thế nào nhỉ, nó gọi là bị trùng mẫu và bị cạnh tranh giá rất là nhiều. Nếu mà với hàng Việt Nam khi mà bạn đã đủ mạnh ấy, thì bạn có thể đặt ở các xưởng chất lượng cao để yêu cầu họ làm riêng cái mẫu mã riêng cho mình để mình có thể bán. Đấy là một cái ưu điểm mà hàng Việt Nam mà các hàng Quảng Châu thường khó. Ví dụ như mà hàng Quảng Châu nếu mà bạn đặt ấy, bạn sẽ cần số lượng lớn và cái chi phí đi lại và chi phí vận chuyển nó rất là phức tạp. Còn với hàng Việt Nam bạn có thể đặt số lượng vừa phải và bạn có thể kiểm soát được hàng, bạn có thể kiểm tra và mẫu mã với các màu sắc của nó thì ok, không sao cả, bạn vẫn có thể đặt được một số lượng vừa phải để cho mình một cái hàng độc quyền với cái nhãn hiệu, với cả cái tên hiệu của mình, thế vẫn là ok, đấy là ổn. Thì mình trả lời câu hỏi này dành cho những bạn nói là hàng Quảng Châu tốt hơn hay hàng Việt Nam tốt hơn, mình không nói hàng nào tốt hơn cả, mỗi hàng nó sẽ có một đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm riêng của nó, thế nhá. Thế là video này mình sẽ đã trả lời xong cho các bạn rồi đấy. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe nhé. Hãy chia sẻ cho những ai họ đang cần.